Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin Kinh tế số. Sau đây là những thông tin kinh tế chính sẽ có trong chương trình. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp kiểm tra về tình hình sản xuất và cung ứng điện ở một số nhà máy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và cung ứng than trong nước cho sản xuất điện. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp được giao và tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả, tất cả vì mục tiêu chung là phải bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Theo báo cáo của EVN, tình hình cung ứng điện ở miền Bắc hiện nay vẫn còn đang rất khó khăn và chưa được cải thiện nhiều do lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn tại miền Bắc còn mức rất thấp, đồng thời tình trạng nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi dẫn đến nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt của nhân dân tăng cao. Bộ Xây dựng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về việc giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân 120.000 tỷ đồng. Theo đó, tỉnh Bình Định đang có 6 dự án đề xuất, tỉnh Phú Thọ, thành phố Đà Nẵng có 3 dự án, tỉnh Trà Vinh và tỉnh Bắc Giang có 2 dự án. Theo rà soát của Bộ Xây dựng, có 100 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép đầu tư xây dựng, nhưng các địa phương chưa công bố công khai danh mục dự án nên các ngân hàng chưa thể cho vay vốn. Nhiều dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư. Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Xây dựng đang tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật để triển khai hiệu quả gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.